chào các quý độc giả của Nghe Nhìn Audio. Và như mọi ngày, từ hôm nay Thu Hà sẽ cùng với các quý độc giả điểm qua những thông tin audio mới nhất trong những ngày vừa qua nhé. Tin tức đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Wilson Audio mới đây đã cho ra mắt chân loa Thương Top 10 với mức giá đắt ngang một cặp loa Bookshelf 2M, với mục đích chính đó là chống rung cộng hưởng và tạo độ tĩnh nền ổn định trong môi trường setup rộng hơn. Thun Top 10 có phần thân trụ được làm từ vật liệu X-Material nổi tiếng của Wilson Audio với đặc tính siêu cứng, cộng hưởng nội cực thấp. Toàn bộ chân loa được phủ sơn có độ bóng cao qua quy trình Wilson Gloss của hãng. Màu sắc được tùy chỉnh đúng với gam màu của mỗi loa nhằm tạo nên sự liền mạch về ngoại hình. Đối với những không gian rộng có trần cao như phòng khách, phòng nhạc thì việc bố trí một chân loa cho cặp Thun Top sẽ giúp định hướng âm tốt hơn và tất nhiên giúp cải thiện giải bass đáng kể. Mặt trên của chân loa được gia công từ nhôm 6016T6, trên bề mặt có sẵn lỗ để người dùng có thể đặt chân đinh của Thun Top vào ngay vị trí để tối ưu đồng pha giữa hai driver Twitter và Midwoofer, tối ưu hóa tĩnh nền cho loa. Mặt đế của chân loa cũng được gia công từ nhôm 6061T6, tích hợp thêm các chân kim ở bên dưới giúp chân loa đứng vững hơn trên sàn có trải thảm. Cả mặt trên và dưới được sơn màu đen bóng hoặc là mạ anode không màu. Nếu người dùng đã có sẵn đế chống rung Isobase thì có thể ghép nối ngay với Thun Top 10 bằng cách đặt Isobase lên mặt trên của chân loa. Sự kết hợp giữa chân loa và đế Isobase sẽ giúp tối ưu khả năng kiểm soát cộng hưởng âm, chống rung ở cấp độ cao hơn. Đế Isobase còn cho phép người dùng điều chỉnh độ nghiêng của mặt loa để cân pha thời gian một cách tiện lợi và chính xác. Chân loa Thun Top 10 hiện đang có giá 2.400 USD với màu sắc thân trụ tương ứng với 5 màu của loa gồm Cord, Ivory, Crimson, Carbon và Teak. Đế chống rung Isobase có giá 2.400 đô cho một cặp. Ngoài ra còn có Thun Top Ring với giá là 649 đô, là một vành tròn để che các đầu vít bắt driver woofer, tăng tính thẩm mỹ cho Thun Top khi người dùng không đậy mặt e căng. Mới đây thì Sennheiser đã nâng cấp một số tính năng như chống ồn chủ động, thu nhỏ thiết kế, tăng thời lượng pin sử dụng và tương tác với trợ lý ảo cho mẫu tai nghe Momentum to Wireless thế hệ thứ 2 với mức giá không đổi là 300 đô. Động thái này của Sennheiser như là làm mệt các đối thủ trên đường đua của to Wireless. Sennheiser đã chính thức tung bản nâng cấp thế hệ thứ 2 cho mẫu tai nghe đoạt nhiều giải thưởng Momentum to Wireless. Gần như không có đối thủ về chất lượng âm thanh. Momentum to Wireless thế hệ thứ 2 được Sennheiser bổ sung và hoàn thiện đúng những điểm khuyết về tính năng, tinh lại thiết kế nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Về thiết kế thì Sennheiser Momentum to Wireless có 2 điểm khác biệt. Đầu tiên là đường kính earbud được thu gọn 2mm cho cảm giác đeo thoải mái hơn. Hãng cho biết là người dùng có thể sử dụng Momentum to Wireless liên tục cả ngày mà không bị cảm giác nặng hoặc là đau tai. Điểm khác biệt thứ hai là ngoài màu đen thì tai nghe True Wireless mới của Sennheiser có thêm phiên bản màu trắng thích hợp cho phái nữ. Điểm nâng cấp quan trọng và tất yếu cho Momentum True Wireless 2 chính là công nghệ chống ồn chủ động. Hãng cho biết tính năng chống ồn của Momentum True Wireless 2 có hỗ trợ công nghệ xuyên âm Transparent Hearing, kích hoạt chỉ bằng thao tác chạm mà không cần tháo tai nghe. Dung lượng của thế hệ thứ 2 cũng được nâng cấp từ 4 lên 7 tiếng và tổng thời gian nghe là 28 giờ khi sạc với case. Riêng về driver, Sennheiser vẫn giữ nguyên driver Dynamic đường kính 7mm. Không chỉ nâng cấp về phần cứng, Sennheiser cũng làm cho Momentum to Wireless thế hệ thứ 2 thân thiện và thông minh hơn. Người dùng hoàn toàn có thể cấu hình chức năng cho các nút điều khiển. Tai nghe cũng hỗ trợ kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant và Apple Siri. Ngoài ra, với công nghệ Smart Pause cho phép tạm dừng track nhạc đang phát khi bạn tháo tai nghe và tự động phát đúng điểm dừng khi đeo trở lại. Với nhiều nâng cấp từ phần cứng, tính năng thông minh và thiết kế nhưng vẫn giữ nguyên giá 300 đô, Sennheiser Momentum to Wireless thế hệ thứ 2 sẽ tiếp tục làm khó các đối thủ đang dòm ngó vị trí dẫn đầu của mình trong hơn một năm qua. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với thông tin về việc Rega vừa mới cho ra mắt mẫu kim MC cao cấp Affiliate thế hệ thứ 2 với những điểm nhấn về thiết kế cũng như là kỹ thuật tiên tiến. Sau khi được trưng bày tại sự kiện Bristol Hi-Fi Show, Cartridge MC Affiliate 2 đã chính thức được Rega giới thiệu ra thị trường, đánh dấu thế hệ 4 của kim MC chế tạo thủ công của thương hiệu Anh. Affiliate 2 được sử dụng stylus kim cương nguyên khối, tương tự như Cartridge Affiliate 3 nhưng được gắn vào cantilever boron. Affiliate 2 có lực tì kim 6G, sử dụng 5 chân neodymium và cuộn dây quấn bằng tay quanh khung sắt hình chữ thập. Phần chassis vỏ làm bằng nhôm nguyên khối mạ anode. Rega tự hào đây là một trong những cartridge MC nhỏ nhất thế giới. Điểm hay ở thiết kế kim Affiliate này là nó không cần đếm những chi tiết đệm chống rung, mà thay vào đó các rung động sẽ được khử bằng một hệ thống treo trục xoay hình thoi ở đầu cantilever. Rega cho biết thiết kế này sẽ giúp cho mũi kim stylus có thể di chuyển một cách tự do nhất khi trượt trên rãnh đĩa vinyl.
Avalon 2 sẽ đi kèm với mâm đĩa than đầu bảng Reganiad như một phụ kiện tiêu chuẩn. Trong đó, khi mua Planer 10 và Avalon 2, khách hàng sẽ nhận được mức giá ưu đãi là 6.219 bảng Anh, tiết kiệm 529 bảng Anh khi mua lẻ từng sản phẩm. Giá bán lẻ của Kim MC Avalon 2 là 3.149 bảng Anh, không tăng so với Avalon 1. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà đã cùng với các quý độc giả điểm qua những thông tin audio mới nhất trong những ngày vừa qua. Và quý độc giả thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.